Thôi em xin chào quý vị anh chị cô bác nha. Hôm nay mình bón cái đài công tâm ngày 10 tháng 3 chủ nhật. Đó. Rồi, em quay cho anh chị mình xem số đầu tiên nè. Số 70. Số 23. Rồi bên này là đài Thiện Thiên Quế này, 40 tờ là 70 với 23 này. Đài Thiện Quế nha. Rồi nè, 61 nè. 42 nè. 06 nè, 77 nè, 86 nè, 49 nè, 32 nè, 12 nè, 95 nè, 60 nè, 79 nè, 20 nè, 03 nè, 15 nè, 56 nè, 98 nè, 41 nè, 97 nè, 14 nè, 23 nè, 32 nè, 05 nè, 88 nè, và 68 nè. Đó, hôm qua thì mình có quay cho anh chị mình xem cái đài Quảng Ngãi hôm qua đó. Thì đó là hôm qua là dạ mình mua cái con số là 95726 nè nha anh chị. Đó. Đó, nó lộn ngược lại số 5 với số 6 nó lộn ngược lại nha anh chị. Nè, nếu hôm qua dạ em lấy 5 tờ trúng mất rồi nè, thấy không? Vậy em thấy không? Đó. Nếu hôm qua lấy 5 tờ trúng được giải khuyến khích thì cũng được 2 tờ, cũng được là 12 triệu. Hôm qua em lấy 5 tờ 35 tặc mất. Đó, em là số 6 ra số 5 đây nghi tròn luôn mà mấy số này nó nằm ở đây. Đó, nó đặt. Còn dạ em lấy số nè 59 Nam Bảo 2 Nam nè. Đó, hôm qua là xém trúng nha anh chị. Xém trúng nha. Đó. Rồi. Rồi. Giờ em quay tiếp cho mình này nha anh chị. Rồi 26 nè. 72 nè. 64 nè. 59 nè. 44 nè. 90 nè. 08 nè. 97 nè. 32 nè. 79 nè, 60 nè, 56 nè, 41 nè, 05 nè, 17 nè, 14 nè, 23 nè, 35 nè, 92 nè, 50 nè, 60 nè. Rồi, tôi vô đây cháu lộn cho. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem video nha. Có gì quý vị ghé cô em bón cây xăng dầu Tịnh Đông Vinom Tân Tịnh đây, bón dừa rồi đó anh chị. Đó, bón dây số. Rồi chú chạy vô đi. Đó, anh chị mua tài dây số ủng hộ. Rồi cảm ơn chú anh chị thố tài bất lộc. Rồi cảm ơn, chúc anh chị là khỏe mạnh.